Chào anh em, hôm nay mình tiếp tục đi câu ngày thứ hai ở Quy Nhơn Bình Định. Và cũng có duyên là ngày hôm nay mình đi với lại một thằng em tên Lực, quen được trên YouTube, xem kênh của mình, hôm nay rủ mình đi câu chung. Ngày hôm nay anh em mình tiếp tục đi câu đồng, kiếm mớ chẻm mú bậy bạ về làm vài món. Hôm nay mình tiếp tục đi đánh với cây Iron Man The Tron và hát của mình về với cái máy Bear Special. Để xem hôm nay cái bộ của mình nó sẽ như thế nào. Kè. Mới thấy nó quặn trắng phới cái mình nó lên luôn kìa. Gì bực mạnh vậy? Mạnh lắm. Không biết cái gì mạnh lắm. Má trâu bò lắm. Cái dậu nữa. Cái dậu. GT mini. Ồ GT này bự lắm cậu ơi. GT châu bò lắm, bự lắm. Chà bà. Wow. Ồ GT này bự lắm. Chết rồi anh ơi. Chết đứt dây á. Không, cứ dìu dìu từ từ thôi. Chết rồi, gọi tay bự rồi. Xả đáp rồi, không hồi nó quát lưỡi. Ư ừ. Gồng ké. Chết rồi. Ừ, mạnh quá. Chết rồi. Chết rồi. Cứu. Cá dậu mà nó bự. Cho con chụp tấm hình chú. Trời ơi.
sao? Về đến nhà rồi quay cái phần tiếp theo của cái vlog này mà mình vẫn còn thấy rất là phấn khích. Được chạm trán cái loài cá là mạnh nhất thế giới. Nó chạy rất mạnh luôn, hầu như là từ trước tới giờ trong cái thời gian mình đi câu 7 năm mình chưa đụng con cá nào mà mạnh hơn con cá quỵt. Bè quỵt rất là mạnh. Cái kiểu nó chạy không giống con cá nào cả. Đến bây giờ cái tay của mình vẫn còn lưu luyến cái cảm giác đó. Cái chuyến vừa rồi là mình đi về Bình Định quê vợ mình với cái cây Iron Man The Tron TT63MH. Thì anh em nào đã coi cái vlog mà mình review cái cây TT60L rồi á, thì mình đã chứng minh được cái cây cần này thông số nó hoàn toàn không có ảo. Cái thông số của Iron Man The Tron đó gần như là nó cover một cái khoảng mồi rất là rộng. Hầu như mình có thể đánh được rất là nhiều dạng mồi với một cây cần. Giống như cây TT60L này, lô từ 3 tới 24 gram. Thì trong cái khoảng thời gian mình test cái cần này á, thì mình cũng đi tìm hiểu máy, thì mình cũng đã chuyển qua xài máy Daiwa. Trong cái thời gian vừa rồi mình bán cái máy Shimano của mình hầu như là gần hết máy Shimano mình luôn, để mình chuyển qua chơi Daiwa. Thì đầu tiên á, là mình đi tìm một con máy sao cho phù hợp với cây cần này, TT60L này, để phát huy được hết sức mạnh của cây cần. Có thể đánh từ những cái dãy mồi nhỏ nhất cho đến những mồi lớn nhất, để có được cái best performance cho cây cần, phát huy hết khả năng của nó. Thì lúc đó mình chọn cái máy này, CT SV. Cái này là tô 7.1, mới ra năm nay thôi, năm 2020. Cái công nghệ SV của Daiwa, sau một thời gian mình chơi, mình tìm hiểu và những ông anh đi trước, trải nghiệm trước nó lại với mình là khi mà máy Daiwa mà có công nghệ SV, anh em có thể chơi mồi nhỏ với dây lớn. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Và cái máy Daiwa khi mình bắt cá nó rất là cứng, nó cứng khừ, như là nó có lực, rất là có lực để kéo cá. Nó không có bị cảm giác nó lật lẹo qua lại giống như những cái máy Shimano mà mình đã từng chơi. Thì cái máy này nó cho phép mình phát huy hết khả năng của cần. Mình đạt được best performance của cây cần và cả cái máy với khi kết hợp cái combo lại với nhau. Cái cảm nhận của mình về cái cây 63MH cái này á, mình cảm giác giống như là nó là được pha trộn giữa, nếu mà so với cần Gapri mình đã từng chơi nha, thì nó là pha trộn giữa cần MH và H luôn. Tại vì anh em biết là khi cây cần nó làm nhiều khúc á, khi cần nó làm nó nhiều khúc thì mỗi một khúc nó sẽ quấn lăn theo kiểu khác nhau, nó kết hợp lại với nhau. Cho nên là khi mà người ta làm một cái cần nhiều khúc á, người ta có thể làm cái đọt của nó rất là dẻo cho đến và cứng từ từ cho tới gốc. Cái đó là cái ưu thế khi mà người ta được làm cần nhiều khúc, người ta sẽ thể quấn lăn theo mỗi một đoạn theo một kiểu khác nhau. Cũng giống như là mình nói cái này nó hơi dùng tay quá trái chút xíu, là các bạn có thể lên Shimano xem cái cây cần mà Boyson Ultima mà 5 khúc đó, thì anh em có thấy công nghệ của nó kết hợp như là đọt của nó là 2x, khúc tiếp theo dưới cái đọt là 2x cộng Spiral X, trước tiếp theo đó là Spiral X, trước tiếp theo nữa là Spiral X. Đó cứ vậy anh em có thể, công nghệ của nó là gì mình quên mất rồi, mình mà đã xem rồi, mỗi một khúc gì nó quấn một công nghệ lăn khác nhau. Thì cái cây cần nhiều khúc Ironman này thì có thể nó cũng đã làm như vậy, cho nên là cái gọi là cái dãy mồi của nó rất là lớn, rất là rộng nhờ cái công nghệ đó. Cái phần này là nói thêm nhiều điều anh em yêu cầu của mình review sâu về con Daiwa TD Zealand Bear Bessel, review sâu về đó. Thì mình nói luôn cái giá của con máy này á, hiện tại bây giờ nếu mà anh em tìm một con good condition cỡ như máy của mình, không có bị trầy, không có bị chóc sơn, và cái interior, cái bộ lọc ở trong còn ngon á, thì giá của nó hoàn toàn không dưới 8 triệu. Một con máy sản xuất từ đại năm 2012 tới bây giờ vẫn còn rất là nhiều người chuộng dùng. Cả ông Ân Nhân Viên và ông Kim Ca, hai ông role staff của Iron Man vẫn còn sử dụng những con máy TD Zealand. Thì lúc mà mình test con Iron Man thì mình cũng lên tìm hiểu Facebook của hai ông đó, thì mình thấy ông đó vẫn xài con máy này. Tại sao là như vậy? Tại sao là người ta là role staff của Daiwa Đông Nam Á mà đến thời điểm hiện tại người ta vẫn xài những con máy sản xuất cách đây 8 đến 10 năm? Nó phải có lý do của nó, cho nên là mình quyết định mình mua con máy TD Zealand Bear Bessel này. Một phần là mình thích cái màu của nó là màu xanh dương,
mình rất là thích màu xanh dương và màu đen, mà mình chưa có con máy nào màu xanh dương hết, rồi mình mua con TD Zealand Vessel này, mình lên cái tay quay RCS 100 của tay quay, tay quay carbon. Thì thấy cái gần lần đầu tiên mình cầm con máy này lên, cái lúc mà mình mới mua về là mình quay cảm giác nó đã rất là mượt rồi. Mình không nghĩ là một con máy cách đây 8 năm nó lại có một cái độ mượt mà bộ performance của nó như còn tốt như vậy. Thì anh em xem lóc, cái lóc trước và cái lóc này anh em thấy mình bắt cá rồi đó, nó rất là có lực. Và đương nhiên là mình trong đây là mình đã vô full nhiều mở đeo thon, bao gồm cả mở semi plus, mở power rack và mở gear. Và đương nhiên là sẽ xài dầu của đeo thon luôn. Thì mới ngày hôm qua, trước khi mình quay cái phần này của cái lóc, thì đeo thon mình về đã về được hãng của đeo thon, là cái này là bộ đeo thon starter kit. Thì cái bộ này nó khác với cái bộ Valupak, chỗ là chai dầu nó tăng lên dung tích là 10ml so với cái Valupak cũ là 5ml. Thì giá của nó hiện tại bây giờ là 899.000 một bộ, bao gồm cả 3 loại mỡ gear semi plus và mở power rack một chai dầu 10ml. Với cái giá này thật sự mình nghĩ mọi người có kinh nghiệm là gọi là bảo trì máy và xài qua nhiều loại dầu mỡ rồi, thì cái bộ này cái giá này hoàn toàn không có mắc, tại vì nó bao gồm tất cả mọi thứ cho anh em cần rồi, anh em không có thiếu cái gì nữa hết. So với những hãng khác, khi anh em mua đủ bộ như thế này thì giá hoàn toàn là nó không được như thế này đâu. Nếu mà mua đủ mọi hãng mà mọi tốt á, cái đeo đeo thon thật sự là cái thương hiệu đã tồn tại trên thị trường là 22 năm, và nó đã chứng minh được cái chất lượng của nó. Mình thật sự rất thích cái dầu mỡ này rất là nhiều. Trong tương lai nếu mà mình không kiếm được cái loại dầu mỡ nào tốt hơn thì chắc chắn mình sẽ xài cái loại này cho đến khi nào mình nghỉ công. Thì những anh em nào mà đã từng gửi máy cho mình bảo trì á, gửi máy cho mình thông qua kênh gửi máy cho mình để bảo trì, thì mình đã làm tất cả những cái máy cho anh em bằng dầu mỡ đeo thon này, anh em tự cảm nhận được cái chất lượng của nó. Thật ra là mình đã có hai con TD, lần mình đã nói trong cái lóc trước là mình có một con 7.9, một con 6.3. Mình là một người kinh doanh nay đóng hơn 10 năm rồi, thì mình rất là sợ cái vấn đề rủi ro. Cho nên thường người ta có một câu như thế này là yêu em anh để trong lòng, yêu em nên yêu thêm cô nữa để đề phòng rủi ro. Mày bị điên à? Cho nên ngoài con 7.9 ra, mình có thêm một con 6.3 nữa. Đây qua TD Zealand BE Bessel 6.3. Con này được sản xuất từ năm 2010. Và cái độ mượt của nó thì đập rất là khó tin luôn. Thật sự rất là khó tin một cái máy sản xuất cách đây 10 năm mà nó vẫn còn cái độ mượt mà như thế này. Thì con máy này là mình mua full box, là đó là chưa có bao gồm đồ độ nha, chưa bao gồm núm RCS, tay quay RCS và cái star rack này là star rack đời cũ. Cái star rack này là dạng star rack dặn có, nó có ren dặn vô chứ không phải là những star rack của RCS mới, là anh em chỉ có đúc vô thôi, không có ren dặn. Cái star rack này là may mắn mình kiếm được, là mình đã thay cái star rack zin bằng cái star rack này, nhìn thấy chưa? Tại mình thay star rack zin bằng star rack này lên thêm lên đồ độ nữa. Và cái giá của nó thì lúc mình mua về tới đây tính luôn cả tiền chi phí chuyển tiền về tới đây, tính tiền vận chuyển rồi thuế rồi lâm ta la hết, về tới đây cái máy chưa vô đồ độ là giá của nó đã là 9.5 triệu rồi. Thật sự nếu mà anh em không hiểu được cái giá trị của con máy này và anh em không đủ đam mê á, anh em chắc chắn sẽ không mua con máy này đâu. Tại vì với cái giá 9 triệu thì anh em có rất nhiều sự lựa chọn của các hãng như là Shimano, Daiwa hay Abu, những con máy đời mới đó. Nhưng mà nếu anh em đã đạt đến cái độ chín mùi, anh em hiểu được giá trị của con TD Zealand thì chắc chắn anh em sẽ bỏ số tiền nó lớn ra để mua. Cái này thật sự là mình mua là vừa chơi vừa sưu tầm. Mình thích cái màu xanh dương này, rất thích cái màu xanh dương này luôn, và cái bộ phận mình con máy này vẫn còn rất là ngon, rất là tốt, nâng niu nó này nọ các kiểu. Anh em nào gọi là, nói thẳng là những anh em gọi là những anh em là đam mê đồ câu á, anh em nằm đam mê đồ câu sẽ có hay có cái sở thích đó, mua một cái thứ gì đó, món đồ câu nào đó mà mình thật sự là thích, mà nó cộng thêm cái vấn đề là nó khó mua nữa, mình phải săn trong thời gian rất là dài, đi kiếm trong thời gian rất là dài mà mới có được, thì mình sẽ càng cưng nó, càng giữ gìn và càng nâng niu. Cái cảm giác đó bây giờ mình đã hiểu rồi.
hai con máy này nếu mà cộng luôn cả đồ độ thì thật sự là nó trên 20 triệu hai con. Hai anh em nào thật sự hiểu được giá trị thì mình mới mua. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần quan trọng nữa nè, là mình sẽ mở con TDG lên 7.9 này ra để xem dầu mỡ bên đeo thon bên trong nó như thế nào sau hai lần hai ngày mình đi câu và mình vừa gặp một con cá quịch lớn. Rồi mình xin đổi cái góc quay lại cái hướng này để mình cho anh em xem cận cảnh. Thì mình mở một máy ra cho anh em coi coi trong đó có cái gì. Thì thật ra là cái con máy này nó còn rất là bự. Đây là bên trong của con máy TDG lên Bear Vessel. Thì sau hai lần mình đánh á thì cái mở ghia của nó vẫn còn ở trên cái bánh răng nè. Đó anh em thấy không? Cái mở ghia nó còn trắng trên cái ghia rất là nhiều. Nó không có bị trôi, không bị đánh bay đi. Mở ghia đeo thon này bám ghia rất là chắc. Nhìn nó thật sự là rất là khủng luôn á. Nhìn cái ghia, cái bộ mình ghia của nó nè. Như cái bánh xe tăng nè, anh thấy chưa? Anh em nếu mà anh em nào mà từng mở ra những cái con máy đời mới hoặc là đã xem những cái lốc mà bảo trì máy của mình á, thì anh em thấy hai cái phần này giữ pin ghi của nó rất là nhỏ và nó thu vào trong. Còn cái giờ cái đời cũ này là nó đưa ra ngoài và nó rất là to, nó to như cái cột nhà vậy. Và cái bánh của level wire này nó làm bằng đồng thau nha, chỉ có cái phần này, phần đen đen này là bằng nhựa. Nhìn nó rất là cứng và chắc chắn. Thì anh em thấy ở trên những cái bộ chi tiết máy của mình, ở những cái phần này nè, là mình đã bôi semi plus, đeo thon semi plus. Thật ra cái đeo thon semi plus này nó rất là cần thiết nha. Tại sao? Tại vì khi mà anh em đánh câu á, cái nước nó có cuốn vào trong máy, hay đánh vào nước mặn, nước lợ, thì nước cuốn vào trong máy thì nó cũng trôi hết, nó không có bám lại, nó làm rỉ sét những cái bộ phận muối, nó không ăn mòn những cái bộ phận này. Thì trên tất cả những cái bộ phận này bên trong cái má của cái máy này, mình đã bôi mở cái semi plus lên, hầu như là gần như là mình bôi gần hết luôn những cái phần trong này đó. Và mình cái semi plus là mình xài cho con sâu của level wide nữa, những cái phần mà bạc đạn của level wide, con sâu level wide, bạc đạn cốt nằm phía dưới cốt này, và tất cả những cái phần mà bộ phận trượt của máy đó, những phần trượt của máy tất cả mình đều xài semi plus. Cái này thật ra rất là quan trọng, không thể thiếu trong một bộ dầu mỡ được. Đó là gọi là mỡ nền. Mình câu về mình rửa máy mà anh em thấy ở trên cái phần này của mình, cái mỡ semi-lute nó vẫn còn bám ở đây nè. Mỡ semi-lute nó còn bám ở phần này nè, anh em thấy không? Đó. Để mình bôi lên đây để cho nước nó có, nếu mình rửa máy nước nó có chảy qua đây thì nó đi trôi đi luôn, chứ nó không có bám lại ở trên đây. Semi plus thì mình cũng xài cho những cái bánh răng nhỏ, giống như bánh răng level wide này, những bộ phần trượt giống như clutch nè. Đó, mình có bôi lên cái trụ này luôn, cái trụ này cũng xài semi plus. Thật ra cái semi plus nó rất là quan trọng. Anh em đừng có xem thường cái chức năng của mỡ semi plus. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về cái mỡ power rack này. Thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh em hoài nghi về cái mỡ này, làm cho nó tăng ráp lên thì nó hư nhông, không có chuyện đó. Nếu anh em đặt vấn đề anh em đi câu cá lóc mà để cái ráp của nó quá mịn, anh em đóng cái bồ spool ráp nó xả ra thì làm sao sóc lưỡi cá được. Mẻ nhông nó có rất là nhiều lý do, chứ không phải là do mật rắc nó sẽ làm tăng cái rắc nó lên hơn một chút, chứ không phải là rắc nó vẫn không xả, nó cứng không xả rắc ra được, vẫn xả ra được. Nên anh em đừng có hiểu sai về cái phần mở bầu rắc tăng rắc này, nó chỉ làm cho ráp anh em cứng hơn, tăng ráp lên một. Thì nếu đặt vấn đề anh em xài ráp mịn thì nó sinh ra vấn đề gì, xài ráp mịn thì con cá nó kéo thì ráp xả ra mịn màng, ok, cá chạy thoải mái không sao hết. Nhưng nếu đến lúc anh em cần đóng con cá và kéo con cá vào để giữ con cá không cho nó chạy vô chà, hoặc là đóng câu cá lóc mà cái ráp anh em quá mịn thì mất cá, vậy thôi. Còn cái chuyện mà mở đeo thon này làm mẻ nhông thì thật sự là chưa có ai chứng minh được. Thì bản thân mình đang xài cho tất cả những máy của mình ở thời điểm hiện tại đây nè, vẫn chưa có cái nhông nào bị nhòe mẻ hết. Vậy thì ai nói cái mở này làm mẻ nhông thì mình nên xem lại. Uy tín của một hãng trên 22 năm thì anh em tin ai? Ba lá. Và tất cả tụi nó đều là carbon hết. Carbon wire, tất cả carbon wire, còn một miếng như thế này nữa.
còn miếng rác nhỏ dưới này nữa, ở dưới cái ghia nữa đó, anh em nhìn thấy không? Cái đây là cái bộ riêng, cái bộ rác của cái con Teddy Dylan nó đã như vậy rồi, và cái ghia của nó này. Nó dày như cái bánh xe bò vậy đó, nhỏ mà dày cứng. Thì cái phần đen đen này á là do cái máy đã sử dụng một thời gian dài rồi. Anh em nghĩ đi, 18 năm, 10 năm rồi thì đương nhiên là cái đồng nó sẽ phải bị đen. Nhưng mà khả năng chống nước của cái máy này cực kỳ tốt luôn, tại vì nước đánh nước mặn nó vào đây, BE với sợ nên nghĩ đi, bên Nhật họ đánh BE là họ đánh gì, đánh Seabass đúng không? Mà nước biển nó vào trong đây rồi mà cái ghia nó vẫn mới đen đen vậy thôi, chứ nó không hoàn toàn không bị ăn mòn hết cái ghia này. Thật sự nó rất là bền. Cái ghia nó đen như vậy rồi mà khi mình ráp vào máy á, mình quay nó vẫn rất là mượt. Và trên đây thì mình cũng có bôi semi plus luôn. Nè, mình quẹt ra nó còn dính một miếng mỡ ghia, mình quẹt qua đây nó còn dính miếng mỡ ghia trắng trắng, thấy không? Semi plus thì mình bôi vòng vòng chỗ này. Đó. Semi plus là để bảo vệ cái ghia thôi. Nó rất là quan trọng, anh em nhớ cái đầu quan trọng của semi plus, đừng bỏ qua cái mỡ semi plus này. Rồi, bây giờ lốc nó cũng đã rất là dài rồi, bây giờ mình sẽ lau chùi sơ rồi mình vô lại mở mới đi. Mình đã mở ra thì vô lại mở mới cho cái bộ ghia, rồi mình ráp máy lại là mình kết thúc cái lốc ở đây luôn. À, quên một điều nữa, dầu đeo thon. Ai mà bỏ qua cái dầu đeo thon này cũng hơi là tiếc nuối cho anh em, thì cái dầu đeo thon này nó làm cho cái bạc đạn casting ở trên cái spool á cát rất là xa. Em rất là ok, mà nó còn có khả năng đẩy nước nữa. Thì cái clip đẩy nước đó mình đã làm ở trên bay Facebook rồi, anh em cứ lên đó check mà coi ha. Rồi, chúc anh em nhiều sức khỏe, hẹn anh em lại mình trong vlog sau. Chào tạm biệt anh em.